Cô Kim Anh xin chào các em học sinh của tuyển sinh 247. Như vậy là năm học lớp 11 cũng đã dần khép lại và để chốt lại cho năm học thì chúng ta bao giờ cũng sẽ có những bài kiểm tra cuối học kỳ. Và ngày hôm nay thì cô và các em sẽ cùng nhau đi tổng kết các kiến thức của phần sinh học phần sinh học lớp 11 để phục vụ cho chúng ta làm bài thật là tốt trong cái phần ôn tập học kỳ 2 môn sinh học. Thế thì trong nội dung ôn tập ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng thực hiện các cái nhiệm vụ gì? Thứ nhất là chúng ta sẽ cùng nhau đi hệ thống lại các kiến thức và ở đây thì chúng ta sẽ đi trọng tâm lại một số các kiến thức phục vụ cho phần kiểm tra của học kỳ 2 các em nhé. Sau đó thì chúng ta sẽ cùng nhau đồng hành để đi chữa một số các câu hỏi ôn tập. Đó. Vậy thì về phần hệ thống kiến thức thì ở đây cô muốn tập trung vào hai nội dung, hai chương mà sát nhất với cả phần học kỳ 2 của chúng ta, đó chính là chương về sinh trưởng và phát triển ở sinh vật và chương thứ hai đó là chương về các hình thức sinh sản ở sinh vật. À, đầu tiên thì chúng ta sẽ đi hệ thống lại các cái kiến thức ở chương sinh trưởng và phát triển ở sinh vật nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đi vào phần chương sinh trưởng và phát triển ở sinh vật. Ở chương này thì chúng ta đã được tìm hiểu về các khái niệm cơ bản về sự sinh trưởng và sự phát triển. Và như vậy thì chỗ này chúng ta sẽ cần phải nhớ được khái niệm để chúng ta có thể phân biệt được hai quá trình này. Một đó là về sinh trưởng. Thì sinh trưởng chính là sự gia tăng về kích thước và khối lượng của cơ thể và bản chất của nó chính là sự gia tăng về kích thước và và số lượng của tế bào. Và từ đó thì sẽ giúp cho cơ thể của chúng ta lớn lên. Còn về khái niệm của phát triển thì phát triển sẽ bao gồm bao gồm sự sinh trưởng, sự phân hóa các cơ quan và biến đổi hình thái các cơ quan và cơ thể. Đó, thì đây là những cái trọng tâm về hai khái niệm mà chúng ta cần nhớ. Thứ hai là chúng ta sẽ nói đến các giai đoạn sinh trưởng và phát triển ở thực vật và ở động vật. Đối với thực vật thì chúng ta nhớ cho cô về các giai đoạn phát triển gồm có giai đoạn phát triển phôi, giai đoạn non trẻ, giai đoạn trưởng thành sinh sản và giai đoạn già hóa. Còn đối với động vật thì ở động vật chúng ta sẽ được chia thành hai giai đoạn chính đó là giai đoạn phôi và giai đoạn hậu phôi. Rồi về các hình thức sinh trưởng và phát triển thì cô cũng có sơ đồ hóa về động vật và vật và thực vật. Đối với thực vật thì sự sinh trưởng chúng ta sẽ có sinh trưởng sơ cấp và sinh trưởng thứ cấp và để nhớ về sinh trưởng sơ cấp và thứ cấp thì chúng ta lại phải nhớ xem là các mô phân sinh ở cơ thể thực vật Đấy. chúng phân bố ở đâu và vai trò của chúng như thế nào thì chúng ta uh, lăn nữa trong cái phần bài tập thì cô cũng có nhắc về các loại mô phân sinh thế thì ở đây chúng cô muốn ôn tập lại cho chúng ta về cái kiến thức là gì ạ sinh trưởng sơ cấp thì nó được phát triển nhờ các mô phân sinh đỉnh và mô phân sinh lóng Đó. Và sinh trưởng thứ cấp thì là nhờ các mô phân sinh bên. Vậy chúng ta sẽ cần phải nhớ xem là mô phân sinh mô phân sinh đỉnh này, mô phân sinh lóng và mô sinh phân sinh bên thì chúng có vai trò là gì? Chúng phân bố ở những nhóm thực vật một lá mầm và hai lá mầm như thế nào? Đó. Còn đối với động vật thì chúng ta đã được tìm hiểu về cái quá trình sinh trưởng và phát triển ở giai đoạn hậu phôi khi con non và con trưởng thành có những điểm giống và khác nhau và chúng ta sẽ so sánh được chúng và từ đó thì chúng ta phân loại được sự sinh trưởng và phát triển ở giai đoạn hậu phôi sẽ được chia thành hai loại đó là phát triển qua biến thái và phát triển không qua biến thái với giai đoạn phát triển Thông qua biến thái thì chúng ta lại được phân loại thêm thành hai dạng nữa, đó là biến thái hoàn toàn và biến thái không hoàn toàn. Được chưa các em? À, phần này thì lát nữa chúng ta cũng sẽ có bài tập tương ứng để các em ôn tập nhé. À, bây giờ chúng ta sẽ cùng nói đến các nhân tố ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển ở thực vật và ở động vật. Nói chung thì thực vật và động vật thì đều chịu những cái tác động các nhân tố từ bên trong cơ thể và từ bên ngoài tác động vào và chúng ta tóm tắt ở các dạng nhân tố bên trong và bên ngoài. Đối với nhân tố bên trong thì đối với thực vật tuổi cây là một trong số những cái nhân tố quyết định cái thời gian sinh trưởng thời gian ra gia hoa thời gian già hóa đúng không à, về tương quan dinh dưỡng hay là tương quan hóc môn thì chúng ta cũng thấy rằng là nó tác động rất là lớn tới sự ra hoa cũng như là phát triển ở thực vật đối với động vật thì di truyền chính là một cái yếu tố quyết định Đấy, yếu tố rất là quan trọng và yếu tố quyết định đến sự sinh trưởng và phát triển À, bên cạnh sinh yếu tố di truyền thì chúng ta sẽ còn có yếu tố về hóc môn và yếu tố về giới tính à, trong đó thì với yếu tố về giới tính thì các em có nhớ rằng là gì ạ ở các cái giới tính khác nhau giới đực và giới cái thì có những cái giai đoạn và thời gian sinh trưởng nó cũng sẽ có những đặc điểm khác nhau à, bên cạnh giới tính thì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến đặc điểm về hóc môn trong đó thì với động vật không không có xương sống thì có hai loại hóc môn tác động chính vào trong cái quá trình phát triển và biến thái ở động vật đó là SD và juveni. Còn đối với động vật có xương sống thì chúng ta có thể um, nhớ được cho cô một số cái tên của các loại môn và vai trò của chúng như là hormone GH, tyrosin, testosterone hay là estrogen, được chưa nhỉ? Đấy là về các nhân tố bên trong và chúng ta ôn tập cho cô về các yếu tố bên ngoài. Đối với thực vật thì sẽ chịu rất là nhiều những cái yếu tố bên ngoài ví dụ như là ánh sáng, thời gian chiếu sáng trong ngày chúng ta gọi là quang chu kỳ, đúng không ạ? Phổ ánh sáng và cường độ ánh sáng là cái yếu tố mà tác động rất là lớn tới sự ra hoa ở thực vật. Nhiệt độ thấp chúng ta gọi hiện tượng xuân hóa, đấy chúng ta nhớ cho cô các cái từ khóa như thế. Và nhiệt độ cao thì cũng sẽ ảnh hưởng đến thời gian sinh trưởng và phát triển. Chế độ dinh dưỡng hay là môn ngoại sinh, chúng ta đưa môn bên ngoài vào vào cho cơ thể thực vật thì cũng sẽ có những cái thay đổi nhất định. Đối với động vật thì dinh dưỡng, điều kiện môi trường và các tác nhân gây bệnh cũng ảnh hưởng rất là nhiều tới sự sinh trưởng và phát triển ở động vật. Trong đó thì đối với chế độ dinh dưỡng ấy, nó ảnh hưởng rất là lớn. Đây là một cái tác nhân bên ngoài ảnh hưởng rất lớn đến quá trình phát triển của phôi thai, đúng không? và sau khi được sinh ra ở giai đoạn hậu phôi thì chế độ dinh dưỡng cũng sẽ ảnh hưởng rất là nhiều tới sự sinh trưởng và phát triển đó thì đây là các cái kiến thức mà các em đã được học trong phần sinh trưởng và phát triển ở sinh vật Đấy. ngoài ra thì còn có rất nhiều các kiến thức liên quan nữa và chúng ta sẽ bổ sung nó bằng các câu hỏi ở phía sau nhé các em nhé bây giờ chúng ta sẽ ôn tập sang nội dung thứ hai chương tiếp theo đó là chương về các hình thức sinh sản ở trong cái phần này thì chúng ta sẽ tìm hiểu chung, khái quát chung về sinh sản là gì này, đúng không? Ở sinh sản sẽ có những loại nào, đặc điểm của từng loại. Đó. Và ở đây thì chúng ta sẽ cùng nhắc đến các hình thức sinh sản. Sinh sản sẽ được chia thành hai hình thức sinh sản chính đó là sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính. Chúng ta cần phải nhớ cho cô thế nào là sinh sản vô tính, thế nào là sinh sản hữu tính, lấy được một số các ví dụ về sinh sản ở sinh vật. Thì ở đây chúng ta cùng ôn lại về khái niệm. Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản trong đó cá thể mới được tạo thành từ cá thể ở thế hệ trước và đồng thời thì không có sự kết hợp giữa giao tử đực và giao tử cái. Đấy, chúng ta nhớ cho cô ạ, nó không có sự kết hợp giữa giao tử đực và giao tử cái và cơ thể con thì giống với cả cơ thể ở thế hệ trước. Còn đây là một số các cái ví dụ, chẳng hạn như sinh sản vô tính ở cỏ Đấy. hay là sinh sản ở cây lá bỏng ở cái phần mép lá này, này có thể phát triển thành các cái cơ thể mới khi chúng đủ đầy đủ hoàn thiện các cái bộ phận chúng có thể rơi xuống đất ẩm để mọc thành cây mới hay là đối với hình thức sinh sản phân mảnh ở nhóm run dẹp đấy. các cái phần cơ thể được tách ra có thể phát triển thành một cơ thể hoàn chỉnh đây cũng là một hình thức sinh sản vô tính về khái niệm của sinh sản hữu tính thì các em có thể nhớ hoặc là so sánh với sinh sản vô tính. Đối với sinh sản hữu tính là hình thức sinh sản mà trong đó có sự kết hợp giữa giao tử đực và giao tử cái và từ đó thì sẽ hình thành hợp tử và hợp tử phát triển thành một cá thể mới. Và một số các cái nhóm sinh vật mà có hình thức sinh sản hữu tính, ví dụ như các loài hoa này. Thực vật có hoa đúng không? Cá ngựa hay là gà các em có thể lấy thêm các ví dụ khác nữa nhé. Rồi um, về phần khái niệm là chúng ta đã ôn tập xong, chúng ta sẽ khái quát các hình thức sinh sản ở cả sinh vật ở thực vật và động vật. Nó sẽ có những cái hình thức nào? thì các em sẽ cùng quan sát lên trên màn hình của cô. Với sinh sản ở thực vật thì hình, thực vật sẽ có cả sinh sản vô tính và cả sinh sản hữu tính trong đó thì sự sinh sản vô tính ở thực vật sẽ gồm có hai loại chính một là sinh sản sinh dưỡng cô lấy ví dụ như là sinh sản ở cây dâu tây này hai đó chính là hình thức sinh sản bằng bào tử chúng ta có thể gặp một số các cái nhóm thực vật có sinh sản bằng bào tử chẳng hạn như là rêu hay là dương sỉ có những bạn học ở các cái quyển sách khác nhau các em có thể được tìm hiểu về vòng đời của rêu hay là hình thức sinh sản của dương sỉ à, đối với sinh sản hữu tính ở thực vật thì chúng ta có thể thấy là những thực vật có hoa có hình thức sinh sản hữu tính. ở thực vật hạt trần hay hạt kín cũng có thực vật cũng có cái hình thức sinh sản hữu tính nhé. rồi thế động vật thì có không có hình thức sinh sản này không? thì câu trả lời là có và các hình thức sinh sản ở động vật chúng còn đa dạng hơn rất là nhiều. cô có thể kể ở đây đó là với hình thức sinh sản vô tính ở động vật thì chúng ta có hình thức phân đôi ví dụ ở đây là trùng roi đúng không nào? Sự phân đôi ở trùng roi. Hình thức thứ hai là hình thức sinh sản nảy trồi ở thủy tức. Hình thức sinh sản phân mảnh ở nhóm run dẹp mà cô vừa mới giới thiệu ở ví dụ trước đúng không? Và hình thức sinh sản trinh sản ở một số nhóm ví dụ như là ong. Đối với sinh sản hữu tính thì chúng ta có thể phân loại như thế này. Đó, phân loại theo hình thức giao phối, ví dụ như là thụ tinh ngoài hay thụ tinh trong hay là sinh sản um, phân loại theo cái cái cách chúng đẻ con dạ thì chúng ta có thể phân loại rằng là uh, nhóm động vật đẻ trứng, nhóm động vật đẻ trứng thai và nhóm động vật đẻ con. Đấy chúng ta có thể phân loại như thế này. Thì trên này là sơ đồ hóa về các hình thức sinh sản ở thực vật và ở động vật để các em có thể nhớ lại thế còn đặc điểm của từng loại một thì chúng ta sẽ cần phải ôn tập kỹ hơn và các câu hỏi ở phía sau sẽ giúp chúng ta ôn tập thêm rồi vậy thì trong này chúng ta sẽ nhắc thêm một chút nữa về sinh sản hữu tính ở thực vật các giai đoạn bởi vì trong sách chúng ta cũng học qua cái các cái bước này các em đã được học về cấu tạo của hoa này đúng không ạ cấu tạo của hoa thì sẽ được phân thành hoa lưỡng tính hoa đơn tính đúng không À, chúng ta cũng đã tìm hiểu về các cái cơ chế để hình thành hạt túi phôi, đúng không nào? hay là các quá trình như là quá trình thụ phấn, thụ tinh kép, hình thành hạt hay hình thành quả và cuối cùng là ứng dụng chọn tạo giống và nhân giống cây trồng. thì đây là một số các cái phần kiến thức mà các em có thể sẽ cần phải ôn lại. Thế thì liên quan đến quá trình sinh sản thì các cái nhóm sinh vật ở đây, ở động vật nhé, chúng sẽ có các cái cơ chế để điều hòa sinh sản. Ví dụ như là cơ chế điều hòa bằng cơ chế thần kinh, điều hòa bằng hóc môn hay là điều hòa bằng các cái yếu tố từ môi trường. Đúng không nào? Và con người khi chúng ta hiểu biết về các kiến thức về sinh sản ở động vật và thực vật thì chúng ta cũng sẽ ứng dụng vào để có thể điều khiển sinh sản ở các nhóm sinh vật đấy. Ví dụ như điều khiển sinh sản ở động vật thì có thể sử dụng phương pháp thụ tinh nhân tạo hay là sử dụng hormone các chất kích thích tổng hợp. Thay đổi các yếu tố của môi trường hay chúng ta sử dụng việc nuôi cấy phôi đúng không nào? Đối với con người thì chúng ta có thể áp dụng các biện pháp sinh đẻ có kế hoạch đấy, và hỗ trợ các cái kỹ thuật sinh sản ở người dành cho đối với những cái trường hợp hiếm muộn đúng không nào. Rồi, đó là các cái nội dung kiến thức mà các em đã được học ở trong hai chương là chương sinh trưởng, sinh trưởng và phát triển ở sinh vật và chương các hình thức sinh sản ở sinh vật. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng ôn tập bằng các cái kiến thức này dưới dạng các câu hỏi à, ví dụ của cô nhé Chúng ta sẽ cùng sang cho cô phần 2 nhỏ, một số câu hỏi ôn tập À, ở đây thì cô sẽ giới thiệu với các em có khoảng là hơn 20 câu và sẽ nhắc đến cả hai chương và chúng ta sẽ lần lượt đi chữa từng câu một nhé. Ta đi vào câu hỏi số 1. Mô phân sinh là gì? Hãy phân biệt các mô phân sinh ở thực vật. Đây chính là nội dung mà cô còn đang để trống ở trong phần ôn tập nên chỗ này mình sẽ ôn tập luôn. Các bạn nào nhớ là khái niệm mô phân sinh là gì không? bây giờ mình coi như là mình vận dụng lại có những bạn các em đã học ở trường đã ôn tập rồi thì bây giờ coi như là các em sẽ dành thời gian để mình nhớ lại tự trả lời câu hỏi của cô mô phân sinh là gì thì ở đây mô phân sinh là những tế bào có đặc điểm là chúng chưa phân hóa và duy trì khả năng nguyên phân chúng có khả năng nguyên phân để sinh ra các thế hệ tế bào mới về phần các loại mô phân sinh thì chúng ta sẽ có mô phân sinh đỉnh mô phân sinh bên và mô phân sinh lóng. Trong đó thì mô phân sinh đỉnh có thể nhắc đến là mô phân sinh đỉnh trồi, phân bố ở trồi cây và mô phân sinh đỉnh rễ sẽ phân bố ở rễ cây. À, vậy thì chúng ta sẽ nói về các đặc điểm và đối tượng. Mô phân sinh đỉnh sẽ có đặc điểm là gì? Chúng phân bố ở đỉnh trồi và đỉnh rễ và có vai trò là làm cho cây dài ra, à, tăng lên về chiều cao, rễ sẽ dài dài hơn ạ. và ở cây một lá mầm và cây hai lá mầm thì đều có loại mô phân sinh này. Rồi. Với mô phân sinh bên thì mô phân sinh bên sẽ làm cho thân và dễ to ra theo chiều ngang, theo bề ngang. Và mô phân sinh này sẽ có ở cây hai lá mầm. Rồi. Còn mô phân sinh lóng. Mô phân sinh lóng thì sẽ làm cho thân dài ra ở gốc của mỗi lóng. Và nó sẽ chỉ có ở nhóm cây một lá mầm Ví dụ như cây mía, cây tre đúng không ạ? Và tại sao nên chúng ta có thể thấy rằng là Những cái cây một lá mầm ấy, Khi chúng ta chặt và chúng ta đo cái độ Đo chiều, đo chiều rộng của cây Ở phần thân này phần gốc và phần ngọn thì chúng ta thấy rằng là cái sự khác nhau về về chiều rộng của cây nó không đáng kể đấy là bởi vì những cây này chúng không có mô phân sinh bên nên là chúng chỉ có thể dài ra mà không thể to sang to sang hai bên rồi chúng ta sang câu hỏi số 2 à, xét sự ra hoa ở cây ngày ngắn và cây ngày dài thì nhận định nào dưới đây là đúng hả và chúng ta sẽ cùng nhau đọc các yếu tố này Thế thì muốn trả lời được câu này các con các em có lẽ là chúng ta sẽ nhớ lại về cây ngày ngắn và cây ngày dài như thế nào Đấy. nếu mà không nhớ được hãy mở cho cô cái hình ảnh về cây ngày dài và cây ngày ngắn Đấy. ở trong bộ sách cánh diều hình 17.3 chúng ta nói về quang chu kỳ kiểm soát sự gia hoa ở thực vật Đấy. chúng ta đọc được cái hình ảnh này có nghĩa là chúng ta sẽ hiểu được về cây ngày dài và cây ngày ngắn Đây phía bên này là cây ngày dài Phía bên này là cây ngày ngắn Và chúng ta nhớ cho cô một cái con số Đó là 14 giờ Đối với các thực vật cây ngày dài Đây chúng ta nhìn này Cây ngày dài ra hoa khi độ dài ngày lớn hơn 14 giờ Đúng không? Đây chúng ta nhìn Cây khi độ dài ngày nhỏ hơn 14 giờ thì nó không ra hoa Đúng không nhé? Nhưng chúng ta nhìn ở đây ạ, độ dài ngày chỗ này nhỏ hơn 14 giờ. Nhưng người ta đã làm một cái biện pháp là chiếu sáng chiếu sáng thêm khoảng 1 giờ ở trong giai đoạn đêm làm cho độ dài buổi tối ngắt quãng. Thì lúc này cây ngày dài vẫn ra hoa. Vậy chúng ta nhớ cho cô hai trường hợp cây ngày dài ra hoa. Còn đối với cây ngày ngắn, các em có thể nhìn đây, nó chỉ ra hoa trong một trường hợp duy nhất thôi đó là khi độ dài đêm dài hơn 14 giờ. Đó. Thế thì nếu như đã hiểu và nhớ được cái phần này rồi thì chúng ta đọc các dữ kiện ở đây các em có thể kết luận được luôn. Ý thứ nhất. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi đọc vào ý thứ nhất. Cây ngày ngắn ra hoa khi thời gian tối liên tục trên 14 giờ. Đây chính là cái vì cái phần nhận xét mà chúng ta vừa mới nói. Đây là cây ngày ngắn này, hoa được nở khi chiều thời gian buổi tối hơn 14 giờ thì đáp án này là chính xác rồi. Đúng. Ý thứ hai, độ dài chiếu sáng trong ngày không ảnh hưởng đến sự ra hoa thực vật. <laughs> Chắc chắn là chúng ta trả lời được luôn đúng không? Đáp án này là sai. À, chúng ta nhìn. Ờ, à, ý thứ ba, ở cây ngày dài nếu chiếu sáng liên tục một giờ đồng hồ để ngắt giữa thời gian đêm dài thành hai đêm ngắn thì cây đó vẫn không ra hoa. Đây nó chính là cái ví dụ này đây ạ. Người ta dùng đèn chiếu sáng liên tục 1 giờ để ngắt giữa thời gian thời gian đêm. Và như vậy thì trường hợp này là cây có ra hoa nhưng ở đây người ta lại phát biểu là không ra hoa, như vậy ý này là sai. Ý 4, dựa vào quang chu kỳ ở từng loài thực vật thì có thể điều tiết sự ra hoa ở thực vật theo con ý muốn của con người. Câu này hoàn toàn chính xác. Chúng ta sẽ chuyển sang câu số 3 nhé. Sinh trưởng của cơ thể động vật là quá trình tăng kích thước của. À, phần này là phần khái niệm chúng ta vừa mới phát biểu xong. Các em chọn được luôn đáp án rồi đúng không? Đáp án của chúng ta là đáp án đáp án B. Phát biểu lại, sinh trưởng của cơ thể động vật là quá trình tăng kích thước của cơ thể do sự tăng số lượng và kích thước của tế bào. Chúng ta sang câu hỏi số 4. Phát triển bao gồm các quá trình. Đấy, chúng ta lại nhớ lại cho cô về khái niệm về sự phát triển. Đấy, chúng ta sẽ chọn được đáp án luôn đúng không ạ? Chúng ta sẽ có đáp án B. Sinh trưởng, phân hóa và phát sinh hình thái cơ quan cơ thể. Câu số 5. Quá trình phát triển của động vật đẻ trứng sẽ gồm có các giai đoạn là Chúng ta có nhớ không ạ? Gồm hai giai đoạn đó là phôi và hậu phôi. Và chúng ta có đáp án B là đáp án chính xác. Câu số 6. Kiểu phát triển mà ấu trùng có hình dạng cấu tạo sinh lý rất khác so với con trưởng thành, trải qua giai đoạn trung gian để ấu trùng biến đổi thành con trưởng thành, đó là hình thức. Đó là đặc điểm của um, của nhóm nào thì chúng ta có thể thấy rằng là người ta đã rất là nhấn mạnh là gì ạ? Ấu trùng có hình dạng, cấu tạo sinh lý rất khác so với con trưởng thành. Thì đây chính là đặc điểm của phát triển qua biến thái hoàn toàn. Chúng ta có thể lấy ví dụ như là ong này, ruồi này, đúng không ạ? mũi Đấy. những cái nhóm nhóm động vật này chúng phát triển qua biến thái hoàn toàn rồi bây giờ chúng ta sẽ sang câu số 7. đây là một câu để điền câu trả lời ngắn trong các động vật dưới đây thì có bao nhiêu động vật phát triển qua biến thái không hoàn toàn vậy thì chúng ta vừa phân biệt là biến thái hoàn toàn rồi đúng không biến thái không hoàn toàn thì chúng ta nhớ là gì đó là cái dạng mà cơ thể là gì? con non gần giống với con trưởng thành nhưng phải trải qua nhiều lần lột xác thì mới có thể biến thành con trưởng thành và vì vậy thì chúng ta có thể thấy là châu chấu là một này đấy, bọ ngựa là hai này thì đây chính là những nhóm động vật phát triển qua biến thái không hoàn toàn à, thế còn ong ếch chúng ta vừa nói rồi là trải qua biến thái hoàn toàn à, gà hay khỉ thì là phát triển không qua biến thái rồi, như vậy đáp án mà chúng ta cần phải điền vào đây là 2. Ok, cô mời các em sang câu số 8. Hãy nối các nội dung ở cột A tương ứng với cột B. Ở cột A chúng ta có tên của các loại hóc môn ở động vật. Đúng không ạ? Và cột B thì chúng ta có, đây có lẽ là vai trò của các loại hóc môn đấy. Các em đọc kỹ và nhớ lại cho cô vai trò của các loại hóc môn xem là mình chọn được phương án nào là phương án chính xác cái tầm mất khoảng là một phút để đọc xong các nội dung này được chưa ừ, chúng ta có những loại học môn động vật như là estrogen, tyrosin, môn sinh trưởng GH và testosterone à, chúng ta sẽ đọc về vai trò à, ý A là kích thích phân hóa tế bào hình thành các đặc điểm sinh dục phụ ở con cái à, cái này chắc chắn là vai trò của hormone sinh dục nữ rồi và chúng ta phải nhớ tên được của nó là estrogen. Vậy là một sẽ nối với A luôn ạ. Ý 2. Tăng mạnh tổng hợp protein phát triển cơ bắp, hình thành các đặc điểm sinh dục thứ cấp. Ừ, như vậy là cũng là một loại hormone sinh dục, nhưng hormone này có tác dụng là giúp phát triển cơ bắp, lại cái từ khóa. Vậy đây chính là nhóm hormone sinh dục được. Đó chính là tên là testosterone như vậy 4 sẽ nối với B. 4 nối với B. Chúng ta có đọc ý C luôn cho cô ạ. Kích thích chuyển hóa các tế bào và phát triển bình thường của cơ thể. Đấy. Thì đây là một loại hormone điều hòa các cái quá trình trao đổi chất trong cơ thể có tên là tyrosin. 2 sẽ được nối với C. À, vậy thì chúng ta đã có thể đoán được đáp án đúng là đáp án gì rồi đúng không? Ta sẽ có đáp án B. Và chốt lại thêm nữa là hóc môn sinh trưởng GH thì có vai trò kích thích phân chia tế bào và làm tăng kích thước của của các tế bào. Từ đó thì giúp cơ, cho cơ thể của chúng ta lớn lên. Rồi thì đây chính là vai trò của các hóc môn động vật. À, động vật không động vật có xương sống nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ sang câu số 9 để cùng ôn lại về các hóc môn ở động vật không có xương sống. Các em có thể quan sát sơ đồ về um, các loại hóc môn và sự biến thái của sâu bướm. Đấy. Chúng ta có thể thấy là quá trình biến thái của sâu bướm nó có thể giải qua là giai đoạn trứng, sâu non, sâu trưởng thành, nhộng và bướm trưởng thành. Thế thì chúng ta nhìn vào đây ạ, ở trong sơ đồ này cô đang không để tên các cái loại hóc môn để các em có nhớ được hay không? Và có đoán được dựa trên sơ đồ này mình có đoán được vai trò của chúng hay không? Đấy, nhớ được có nghĩa là rất tự tin đi thi các em ạ. Uh, câu hỏi số 1 là cho biết tên của hóc môn số 1 là gì? Có ai nhớ được không ạ? Tên khó nhớ đấy Hóc môn số 1 có tên là uh, FD steroid Hóc môn này được tiết ra ở tuyến trước ngực Và nó có tác động đến quá trình lột xác, hóa nhộng và hóa bướm Và đấy chính là vai trò của hóc môn FD steroid đấy. Gây lột xác kích thích hóa nhộng và hóa bướm. Chúng ta nhìn vào sơ đồ này mình cũng có thể đoán được đúng không? Mũi tên tác động đến các quá trình. Hóc môn thứ hai thì chúng ta chỉ cần nhớ hai loại hóc môn của động vật không xương sống thôi đó là FD steroid thì nó ở đây rồi. Thế hóc môn thứ hai đó là juvenile. thì cái hóc môn này chúng ta có thể nhìn thấy là đường mũi tên thẳng tức là khi mà lượng hóc môn này được tiết ra với điều, được tiết ra nhiều ấy thì nó sẽ tác động vào để gây nên sự lột xác các em có thể nhìn thấy gây ra sự lột xác. Nhưng khi cái lượng này nhiều thì nó sẽ không tác động đến cái quá trình hóa nhộng. Vậy cho nên vai trò của hormone này đó là kích thích sự lột xác nhưng ức chế sự biến thái hay là ức chế sự hóa nhộng à bướm. Vậy thì khi nồng độ của hormone khi nồng độ của hormone juveni giảm, đây chúng ta nhìn này, nó đều được tiết ra từ thể alata à, đúng không ạ? Thế cho nên là nếu như lượng hormone juveni giảm thì lúc này sẽ kích thích cho quá trình hóa nhộng diễn ra. Đúng không? Nó là cái vai trò ngược lại khi lượng hormone lớn. Đó, như vậy là chúng ta đã ôn lại về các loại hormone ở động vật không xương sống và động vật có xương sống rồi. Chúng ta sang câu hỏi tiếp theo. Hãy cho biết những nhận định dưới đây về sinh trưởng và phát triển ở thực vật là đúng hay sai và hãy giải thích tại sao. Ở đây cũng là một dạng câu hỏi đúng sai. Khi các em đi thi trắc nghiệm thì chúng ta chỉ cần trả lời đúng hay trả lời sai thôi. Nhưng ở đây thì cô muốn các em phải giải thích thêm là tại sao nó sai, tại sao nó đúng để mình hiểu được bản chất lần sau mình gặp các câu hỏi tương tự thì mình cũng có thể trả lời được. Ý thứ nhất, ngọn cây được kéo dài là do hoạt động của tất cả các mô phân sinh. À, như vậy quay trở lại về các loại mô phân sinh Các em phải nhớ được là mô phân sinh đỉnh, mô phân sinh bên và mô phân sinh lóng Đấy. Thế thì ngọn cây là do sự tác động của mô phân sinh đỉnh Chứ không phải là của tất cả các loại mô phân sinh Cho nên câu này là đáp án sai Ý B, quá trình phân bào được điều tiết bởi gibelilin à, Chúng ta có nhớ về các cái tên của hormone đúng không? Hormone thực vật ấy. Gibelilin thì không điều tiết quá trình phân bào mà cái vai trò này nó phải là vai trò chủ yếu của những cái loại hormone như là auxin và một số loại hormone khác cho nên ý này là sai nhé các em nhé ý c sự hình thành chuột chồi bên được thúc đẩy khi tỷ lệ auxin và cytokinin thấp câu này nếu như chúng ta nhớ về auxin và cytokinin thì chúng ta có thể nhớ được là khi nồng độ nào tăng cao thì sẽ tác động đến cái gì thì ở đây chúng ta thấy rằng là gì ạ auxin thì sẽ kích thích ra dễ còn cytokinin thì sẽ kích thích hình thành trồi vậy cho nên là nếu như tỷ lệ auxin chia cytokinin thấp có nghĩa là cytokinin đang nhiều hơn auxin và như vậy thì trồi sẽ được kích thích để phát triển nên ý này đúng ý này đúng được chưa các Và như vậy thì trong quá trình nuôi cái mô ấy thì người ta có thể um, kích thích cho uh, cái mô sẹo phát triển thành uh, tạo rễ hay là mô sẹo để tạo chồi thì thì lúc đó thì chúng ta có thể làm gì ạ? Có thể um, tăng thay đổi cái tỷ lệ auxin và cytokinin này để có thể tạo rễ hay là tạo trồi theo ý muốn của con người. Rồi, chúng ta sẽ sang câu 11 để tạo ra các giống vật nuôi có tốc độ sinh trưởng và phát triển nhanh, có khả năng thích nghi tốt thì người ta thường áp dụng những phương pháp nào? chỗ này thì là một câu hỏi tự luận. Đấy, chúng ta nhớ cho cô một số các cái phương pháp mà à, có thể giúp um, cải tạo giống vật nuôi này, tăng năng suất nhờ vào sự thúc đẩy sinh trưởng và phát triển. Ví dụ như là um, thứ nhất là cải tạo giống vật nuôi, đúng không ạ? Thứ hai là có chế độ chăm sóc phù hợp cho các vật nuôi. À, thứ ba là thăm khám định kỳ cho vật nuôi và thứ tư đó là cải tạo chuồng trại thoáng mát. À, trong cái chế độ chăm sóc ấy thì chúng ta có thể nói đến sự dinh dưỡng, à, các cái kiểm soát các mầm bệnh hay là tiêm phòng cho các loài vật nuôi đầy đủ, vân vân. Rồi nhớ cho cô về các phương pháp này. Rồi chúng ta sẽ chuyển sang nội dung tiếp theo ở phần. Của các cái nội dung về bài Các hình thức sinh sản Đây, đây chúng ta chuyển sang chương tiếp theo nhé Câu 12 Cây non được tạo ra có đặc điểm giống cây mẹ Không được tạo thành từ hợp tử Thì đây là hình thức sinh sản nào đây, Vậy thì ta nhớ lại Về khái niệm đi Đấy, Ta có nhớ được đây là hình thức nào không ạ Cô có đưa ra một số các cái hình thức Như là vô tính, hữu tính Phân đôi, trinh sinh à, Thế thì chúng ta sẽ chọn câu nào, đáp án nào sẽ là đáp án chính xác nhất. Chính xác nhất ở đây sẽ là hình thức sinh sản vô tính và đang nói về hình thức sinh sản vô tính ở thực vật và chúng ta đang nói là cây đúng không ạ? Ok. Tiếp tục chúng ta sẽ sang câu số 13. Đặc điểm nào sau đây không phải của của sinh sản sinh dưỡng? À vậy thì lại phải nhớ lại là sinh sản vô tính ở thực vật thì gồm có sinh sản sinh dưỡng và sinh sản bằng bào tử, đúng không các em? Và do vậy thì Ta sẽ đọc này, A cây mới được tạo ra từ một phần của cơ quan sinh dưỡng của cây B là tạo các cá thể giống hệt nhau và giống với cá thể ban đầu Ê, Ý A và ý B đúng rồi các em nhé Ý C là hình thức sinh sản của cây dương xỉ Như cô vừa nhắc lại, dương sỉ có hình thức sinh sản bằng bào tử Đấy. Và như vậy thì nó không phải là hình thức sinh sản sinh dưỡng rồi Nhưng chúng ta sẽ khoanh vào C là đáp án đúng ở trong câu hỏi này thế còn um, hình thức sinh sản mà từ lá cây con được hình thành hình thành từ à, cây con được hình thành từ lá cây có thể xảy ra được ví dụ như là uh, hình thức sinh sản ở um, cây lá bỏng này cái cây thuốc bỏng ấy hay là người ta sử dụng các cái phương pháp nuôi cấy mô tế bào để có thể tạo ra cây mới từ lá cây cũng được các em ạ như vậy câu trả lời đúng ở đây sẽ là đáp án c chúng ta sang câu số 14 bốn hình thức sinh sản của dương sỉ là gì trả lời được câu 13 thì chúng ta hoàn toàn có thể trả lời được câu 14 đúng không ạ? Đấy, nhà mắt có thể khoanh được đúng không các em? Đáp án đúng là A bằng bào tử. Kệ. Okay. Um, chúng ta sẽ có các cái phương pháp nhân giống vô tính nào thì các em đã được học về rất nhiều các phương pháp rồi. Ở đây cô có đưa ra ba hình ảnh để các em có thể nhận dạng xem tên của nó là gì. Thứ nhất, đây các em có nhận ra được đây là gì đúng không ạ? Người ta chọn một cành khỏe đúng không ạ? Cắt ngang thân, cắt ngang cành đó. sau đó thì tạo một cái hộp ở giữa và lấy cành ở một cây khác để ghép vào thì đây được gọi là phương pháp ghép cành chúng ta có thể nhìn sau khi ghép vào thì người ta sẽ sử dụng dây để buộc thật chặt lại Đúng không? để làm cho các cái mạch gỗ mạch dây ở trong thân ấy, nước từ dưới nước và chất dinh dưỡng nhé từ phần phần gốc ghép sẽ lên được với cành ghép cây này sau một thời gian thì sẽ phát triển. Và đây cũng chính là lý do vì sao mà trên một cây thì có thể mang đặc điểm của nhiều nhóm. Người ta có thể ghép chanh, cam, bưởi vào cùng một cây các em ạ. Đấy, các em có thể nhìn thấy là cứ đến dịp Tết ấy, chúng ta nhìn đi ra có thể nhìn thấy trên cây bưởi có cả quả chanh, có cả quả cam. Hay là đấy, đây, đây chính là cái phương pháp thành tựu của phương pháp ghép cành. Chúng ta nhìn vào cái hình ảnh này, dấu hiệu nhận biết của chúng ta đó là đất, đúng không? và các cái cây nhỏ được cắm ở trên đất thì đây là một phương pháp rất là đơn giản đó là dâm cảnh được thực hiện ở một số nhóm thực vật như là một số nhóm rau nhé rau ngót này à, mía này hay là hoa hồng này thì người ta sử dụng cái phương pháp này cắt một phần thân cây cắm xuống đất và ở cái phần biểu bì thân cây đấy sẽ mọc rễ và phát triển thành cây mới tiếp theo là phương pháp này là phương pháp rất là đặc trưng rồi nhìn thấy có hai cái môi trường được nuôi ở ở trong phòng thí nghiệm đúng không? và đây chính là phương pháp nuôi cái mô. Rồi chúng ta sẽ giải thích cho cô ở câu số 16. Đấy. Để nhân giống bằng cách ghép cành thì người ta cần lưu ý điều gì? Cô vừa nói là lưu ý điều gì ạ? Có ai còn nhớ cái câu mà cô nói không ạ? Em muốn chọn được câu nào không ạ? Chúng ta có là buộc chặt cành ghép vào gốc ghép đấy chính là câu cô vừa nói đấy. Đây chính là cái lưu ý. Chúng ta buộc chặt thì chất dinh dưỡng từ gốc ghép mới có thể đưa lên cành ghép được. Tưới nước nhiều vào vị trí ghép không không cần nhé. Chúng ta tưới vào cây với mục đích là đưa nước lên trên. À, chúng ta phun phân bón lên toàn bộ lá và thân cây không hợp lý. Để cây phơi nắng gắt trong thời gian dài quá không hợp lý luôn. Như vậy chúng ta chọn cho cô phương án A là phương án chính xác. Rồi, ta sang tiếp câu số 17. Đặc điểm nào sau đây không đúng về ưu điểm của nhân giống vô tính ở thực vật so với cả cây trồng từ hạt? À người ta thường ở những cái nhóm nhóm thực thực vật mà ăn quả ấy, thì đa số là để có thể giúp giữ được các đặc tính tốt từ cây mẹ thì người ta sẽ sử dụng phương pháp là chết cành. Và đây là một trong số những cái phương pháp mà có thể giúp giữ được đặc tính tốt cũng như là rút ngắn được thời gian ra gia hoa kết quả. Thì đọc ở đây thì chúng ta có thể thấy là ý A là đảm bảo các tính trạng di truyền được lựa chọn, đúng rồi, đúng không ạ? Chúng ta thấy rằng là cái cây này rất là tốt này cho quả ngọt này, đúng không ạ? Kết quả sai, à, kích thước lớn thì chúng ta chọn nó, đấy chúng ta mong muốn đời con sẽ được như thế thì chúng ta sẽ lựa chọn. Thì đây chính là vai trò một trong số những cái ý nghĩa. Ý thứ hai là tạo năng suất kinh tế cao đúng rồi chúng ta nhắm vào những cái cơ cây mà có năng suất cao để chúng ta tạo ra thế hệ con ý thứ ba rút ngắn thời gian chăm sóc và thu hoạch cây con rất chính xác và chúng ta có ý thứ tư tạo ra sự đa dạng di truyền ở thế hệ đời con như vậy abc đúng rồi thì chắc hẳn là d là sai đúng không vậy các em có thể giải thích xem tại sao d sai không đáp án của cô chính là d thế hệ con cái giống hệt với cả thế hệ bố mẹ thế hệ trước thế hệ trước đúng không ạ chúng ta không nói đến thế hệ bố mẹ nhé thế hệ con cái giống hệt với thế hệ trước vậy những thế hệ trước đã thích nghi với một điều kiện môi trường ổn định rồi thì chẳng may là gì ạ chẳng may là gì đời con điều kiện môi trường thay đổi thì thế hệ sau sẽ khó thích nghi với cả điều kiện môi trường đúng không thứ hai nữa là gì thế hệ đời con thì giống hệt với những thế hệ trước thì nó đâu có sự đa dạng đâu ạ đúng không? Vì vì vậy mà đáp án D sẽ là đáp án không phù hợp với ưu điểm của nhân giống vô tính. À, chúng ta sẽ chuyển sang phần tiếp theo câu hỏi này có liên quan đến phần sinh sản hữu tính ở thực vật. Câu hỏi về thụ phấn là gì? À, câu hỏi này có lẽ nhiều bạn sẽ cảm thấy rất là dễ, đúng không? Tuy nhiên cô vẫn đưa vào, bởi vì biết đâu các em quên được ạ, hay nhầm. Thứ nhất, cơ ý A này, quá trình hạt phấn kết hợp với noãn. Ý B, sự tiếp xúc của hạt phấn từ nhị đến đầu nhị, ý c là sự hợp nhất của giao tử đực với nhân của tế bào trứng và ý d là sự tạo hợp tử trong quá trình sinh sản hữu tính. À, như vậy chúng ta sẽ chọn được đáp án đúng là là sự tiếp xúc của hạt phấn đến đầu nhị. Đó. Thì đây chính là quá trình thụ phấn. Sau quá trình thụ phấn sẽ còn quá trình thụ tinh nữa thì mới tạo ra được quả và hạt và từ đó thì mới có thể sinh ra hạt và phát triển thành cây mới các em nhé. Rồi chúng ta sẽ ôn lại một chút về đặc điểm của sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính. Đây bây giờ mình có thể tự làm nhé. Câu này là câu rất là dễ và mình đã vừa ôn tập ở phía trước rồi đúng không? Ta chọn được đáp án nào? Những đặc điểm nào sẽ là của vô tính? Vô tính là quá trình sinh sản mà không có sự kết hợp đúng không ạ? Ta hãy tìm xem là có chỗ nào không có sự kết hợp đúng không ạ? Đấy, cơ thể được hình thành từ một phần của cơ thể mẹ. Vậy thì một sẽ nối với A này. Dựa trên cơ sở nguyên phân, giảm phân và thụ tinh thì cái này ý B nó sẽ gắn liền với sinh sản hữu tính. Sinh sản hữu tính gắn liền với quá trình giảm phân. Bởi vì để sinh ra giao tử thì sẽ phải có quá trình giảm phân và sẽ có quá trình thụ tinh để kết hợp giữa giao tử đực với giao tử cái. Tiếp theo sự có sự kết hợp giữa giao tử đực và giao tử cái. À cái này cô vừa nói rồi đúng không? Thì ý C sẽ nối với 2. Ý D được điều hòa chủ yếu qua cơ chế kiểm soát chu kỳ tế bào. À, nếu như mà bạn nào nhớ lại về cái kiến thức lớp 10 ấy, chu kỳ tế bào là nhắc đến quá trình nguyên phân của tế bào, đúng không? Vậy nó được điều hòa bởi chu kỳ tế bào có nghĩa là sẽ gắn liền với quá trình sinh sản vô tính. À, vậy là ý D sẽ được nối với 1. Ý E này được điều hòa chủ yếu thông qua sự phát sinh giao tử dưới tác động của hormone môn chắc chắn phải là sinh sản hữu tính rồi dựa trên cơ sở của quá trình nguyên phân rồi sinh sản vô tính đúng không ạ các em nhớ được đặc điểm thì với những câu này không có gì làm khó khăn được các em cả và như vậy thì chúng ta sẽ có đáp án ở câu 19 như sau đây nhá một là chúng ta nhớ đặc điểm hai là chúng ta nhớ lại về cái khái niệm về sinh sản vô tính và hữu tính rồi chúng ta sẽ sang câu số 20. Xét tính đúng sai của các khẳng định dưới đây. Rồi câu này cô không yêu cầu các em phải giải thích vì sao. Nhưng mà chúng ta vẫn phải hiểu rằng là khi chúng ta đọc, chúng ta phân tích nó, chúng ta phải biết nó sai chỗ nào. Chúng ta mới chắc chắn được câu hỏi của mình đúng không? Ở đây là dạng câu hỏi đúng sai ở trong đề. Đây cũng là cái mẫu câu hỏi mới của của bộ giáo dục đúng không ạ? Câu A. Thụ tinh là sự vận chuyển hạt phấn từ nhị đến đầu nhụy. Rõ ràng câu trước chúng ta học đấy chính là khái niệm về về thụ phấn đúng không ạ? Nên ý này chắc chắn là sai rồi ạ. Thụ phấn là sự kết hợp của giao tử được với nhân của tế bào trứng trong túi phôi để tạo thành hợp tử. Rồi, à, một sai thì hai cũng sai đúng không? Ok. Ý C, quả là do bầu nhụy phát triển thành, bầu nhụy dày lên chuyển hóa như một túi để chứa hạt. Câu này đúng ạ. Đây là cái quá trình hình thành quả và hạt. Ý D. Nhị là giao tử cái, nhụy là giao tử đực ở cây có hoa. Đấy, câu này là đúng hay sai? Nhị nó phải mang giao tử đực, còn nhụy sẽ mang giao tử cái. Đúng không ạ? Đấy, cái chỗ sai mà cô vừa chỉ ra rồi đấy ạ. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục thêm một câu đúng sai nữa các em nhé. Câu 21. Xét tính đúng sai của các nhận định dưới đây về sinh sản hữu tính ở sinh vật. Các em đọc đi ạ. Ý A này. Có tính đa dạng di truyền gắn liền với giảm phân. Đúng không? Chính xác đúng không ạ? Cái này chúng ta vừa nói rồi. Quá trình sinh sản hữu tính phải gắn liền với giảm phân thì mới sinh ra được giao tử. Rồi. Ý B, cá thể con ít đa dạng gắn liền với nguyên phân. Như vậy hai ý là ý A và ý B ấy, nó ngược nhau. Nên là A đúng thì B sai, đúng không? Ý C, không có sự kết hợp giữa giao tử đực và giao tử cái từ nãy đến giờ cô và các em ôn tập rất là kỹ về sinh sản vô tính và hữu tính rồi chỗ này mà còn không nhớ được nữa là sẽ cô rất là buồn đấy đúng không ạ và đáp án d là cá thể con ít có khả năng thích nghi với môi trường biến đổi ở chỗ này là gì ạ là chắc chắn là sai rồi vì nó có ý c ý d thực ra là cũng ngược lại so với ý a đấy IA, IA là cá thể con đa dạng di truyền thì đương nhiên là nó sẽ có khả năng thích nghi cao với môi trường. Rồi. Chúng ta sẽ đi vào một câu cuối cùng ở trong phần ôn tập ngày hôm nay, đó là câu 22. À, một người nông dân sử dụng những biện pháp sau để kích thích sinh sản ở lợn nái đã sinh sản qua một lứa và hãy cho biết những ý này là sau đây đúng hay sai và giải thích vì sao. Câu A tăng cường chất béo trong chế độ ăn lên gấp đôi bình thường để lợn nái có thể tăng cân nhanh. Điều này có giúp ích cho quá trình sinh sản ở lợn nái hay không? Người à, ta hiểu lợn nái chính là cái con cái lứa lợn mà người ta nuôi để kích thích sinh sản để tạo ra các cái thế hệ mới các em ạ. Thế thì ở đây đáp án của chúng ta là gì ạ? Tăng cường chất béo trong chế độ ăn để làm cho con lợn nái tăng cân. Thế mục đích của việc tăng cân nó có liên quan đến việc sinh sản không? Ạ? rõ ràng là không đúng không và do vậy thậm chí là gì lợn nái mà quá béo thì cái việc sinh sản cũng sẽ bị hạn chế và sinh ra nhiều bệnh khác và do vậy đáp án này sẽ là đáp án sai. ý ờ, b sử dụng một số loại thuốc có bản chất là hormone progesterone các em có nhớ cái bản chất của các cái loại hormone không ạ? hormone pro, pro, progesterone ấy là một cái loại hormone mà uh, nó sẽ gây ra các cái ức ức chế quá trình dụng trứng và nếu như mà chúng ta tiêm vào cho lợn nái các cái hóc môn như thế này thì lợn nái sẽ không giảm khả năng dụng trứng và dĩ nhiên là như vậy thì sẽ ảnh hưởng đến quá trình sinh sản của nó do vậy thì đáp án này sẽ là đáp án sai chưa nào? ý ý c ạ à? sau khi lợn nái sinh xong thì sẽ tiêm cho một số loại thuốc giúp loại bỏ hết sản dịch nhau thai để ra khỏi tử cung để tránh gây viêm tử cung. Thì đây là một số đây là một cái phương pháp mà rất là hữu ích để giúp cho um, lợn nái hết sản dịch đúng không ạ? Và khỏe mạnh để có thể có sức khỏe tốt cho các cái giai đoạn sinh sản sau. Cho nên câu này là ý đúng. Ý cuối cùng là tiêm hormone GH cho lợn. Nhớ lại cho cô vai trò của GH là gì? Đây là một loại hormone sinh trưởng giúp cho các tế bào có thể sinh trưởng và phát triển, từ đó giúp cơ thể lớn lên. Thế lợn nái lúc này đã qua giai đoạn sinh trưởng rồi, nó đang ở trong giai đoạn sinh sản đúng không ạ? Và do vậy thì ý này hoàn toàn sai, không phù hợp. Tiêm hormone GH là sai vì hormone GH không phù hợp cho, không giúp kích thích sinh sản. Rồi, như vậy là chúng ta đã cùng nhau đi ôn tập về các kiến thức ở hai chương trọng tâm ở trong phần ôn tập. Học, à, trong phần ôn ôn tập học kỳ 2 đó chính là phần sinh trưởng và phát triển ở sinh vật cũng như là các hình thức sinh sản ở sinh vật à, chúng ta sẽ dừng cái phần ôn tập này ở đây và cô hy vọng rằng là từ đầu đến giờ là chúng ta đã tổng kết các kiến thức rồi giúp các em nắm chắc được các kiến thức đã học và chúng ta có thể tự tin đấy, để đạt được kết quả tốt nhất và cuối cùng là cô chúc các em ôn tập thật tốt và đạt được điểm cao nhé xin chào các em you